với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Diễn viên Lý Hùng, Lý Hương suy sụp khi ba ruột qua đời ở tuổi 78. Dù gia đình đã chạy chữa nhiều nơi, nằm viện thường xuyên, nhưng nghệ sĩ nhân dân Lý Quỳnh cũng không thể thoát khỏi, khiến người thân đau xót. Diễn viên Lý Hùng được khán giả biết đến là một nghệ sĩ với vẻ ngoài cực điển trai phong độ mỗi khi xuất hiện. Tham gia nhiều phim truyền hình và đến nay anh vẫn chưa lập gia đình. Vừa qua anh đau buồn báo tin rằng ba ruột nghệ sĩ Lý Huỳnh đã ra đi mãi mãi, ông mắc bệnh nhiều năm nay và đã chạy chữa khắp nơi. Hình ảnh hai cha con, anh dìu phụ huynh khi ba di chuyển khó khăn. Nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh qua đời, mới đây nhất nam diễn viên và em gái Lý Hương chia sẻ thông tin với truyền thông rằng thân phụ của mình đã về nơi an nghỉ cuối cùng ở tuổi 78. Sức khỏe của nghệ sĩ Lý Huỳnh đã yếu nhiều năm qua với nhiều căn bệnh như tiểu đường, thận, huyết áp cao. Lý Hùng tâm sự với báo, gia đình và các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng tuổi cao sức yếu, ba tôi đã không qua khỏi. Ở bên cạnh ba nhiều năm qua, nhìn ông ra đi tôi xót xa vô cùng, tôi cảm thấy hụt hẫng mất mát quá lớn. Được biết ông ra đi tại nhà riêng ở quận Tân Bình, vì sức khỏe quá yếu nên người thân quyết định chuyển nghệ sĩ Lý Huỳnh từ bệnh viện về nhà. Thời khắc tiễn biệt ông đều có đầy đủ các con cháu. Các thành viên trong gia đình kề cận bên ba mẹ, các con mừng sinh nhật phụ huynh. Lý Hùng dìu ba đi thăm nghệ sĩ. Vào đầu năm 2020, nam diễn viên điển trai còn dìu thân phụ đến viện dưỡng lão nghệ sĩ để có thể thăm hỏi, trò chuyện, gửi phần quà đến các đồng nghiệp của ông. Niềm vui của những người cao tuổi là được gặp gỡ bạn bè. Chính lẽ đó nên nghệ sĩ Lý Huỳnh luôn cảm thấy khỏe hơn và trẻ ra vài tuổi mỗi khi đến địa điểm này. Dù bận rộn nhưng Lý Hùng vẫn sắp xếp thời gian ở cạnh ba và đưa ông đi khắp mọi nơi. Nghệ sĩ Lý Huỳnh mỗi khi di chuyển cần phải có xe hoặc chống gậy nên các con luôn dìu dắt. Được biết lễ viếng được bắt đầu diễn ra 15 giờ chiều tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, tiếp đó lễ động quan vào lúc 10 giờ ngày 24 tháng 10, an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên.